sử dụng ketamin bao lâu rồi và hiện tại chị đang dùng nồng độ nào? Chị sử dụng ketamin 3 năm nay rồi và hiện tại thì mình đang sử dụng cái ketamin 5% mọi người ạ. Mình pill định kỳ là 15 ngày đến 1 tháng một lần. Đó, mọi người có thể thấy là nền da của Ngọc rất là căng, rất là bóng, rất là khỏe và gần như là không có khuyết điểm gì nhé. Rất là ít mụn này, không có nếp nhăn chân chim, mặc dù là năm nay Ngọc đã 33 tuổi rồi đó và mình vừa mới sinh em bé xong. Khi mà phụ nữ mới sinh em bé xong thì mọi người biết là nội tiết của chị em phụ nữ rất là thay đổi đó, nếp nhăn này, quầng thâm mắt này, da sẽ xuất hiện những cái nếp đồi mồi này, nám này, hay là mụn nhọt tùm lum ấy. Trong quá trình mang bầu ấy thì da của mình nó cũng xuất hiện cái vầng nám mảng này và lên các cái nốt chân chim ở trên hai bên gò má. Và sau khi sinh em bé xong thì mình đã tiếp tục sử dụng ketamin và kết hợp với lại cái sản phẩm làm trắng da có thành phần femutin isoxinon, nên là da của mình hiện tại này da rất là căng bóng và mờ nám nhé. Các đốm lâu thì mình có bắn laser, mình bắn laser một lượt khắp mặt, sau đó thì mình sử dụng ketamin và femutin isoxinon. Đấy, chị em các mẹ bỉm sữa mà mình đang gặp vấn đề về sắc tố da, mình cần tư vấn thêm về da, cải thiện làn da để đẹp hơn này, trẻ hơn này và không còn nhăn nữa, thì mình có thể inbox cho Ngọc để Ngọc lên phác đồ xử lý cho mọi người nhé, hỗ trợ mọi người nhé.